cái trận đó là đúng là nổi tiếng, nói chung là nổi tiếng. Thì bây giờ tôi mới kể cái chuyện hắn thì dài, nhưng mà tôi chỉ tóm tắt về cái đoạn giai đoạn đầu như thế này này. Cái đó là hắn là thuộc một cái ngã tư, tôi thường thường gọi là cái trận ngã tư Tà Keo đó. Nhưng mà nó có một cái rừng dừa bên đó, một rừng dừa và bên đây một ngã tư, như cái kiểu hai xã, như mình tưởng tượng là hai xã, một xã nằm bên kia và xã nằm bên đây, còn ở giữa là cánh đồng trống. Thì cái hôm chính ngay hôm mở chiến dịch đánh chiến dịch 2 mà tôi đi cái tăng đầu tiên là cái trận đó là bắt đầu hắn phục con bắn DK mà lên, mà tôi đang nói là trước đây là hắn đánh một tiểu đoàn, rồi sau tôi luồn theo cái mương tôi đánh thọc hậu là cứu vây cái tiểu đoàn đó nè, là trung đoàn 9 quần với hắn 2 hoặc 3 ngày tôi không nhớ lắm, nhưng mà không bật được cái chốt. Mà ngày hôm sau là đánh kết hợp cả không quân với lại tăng thiết giáp rồi là pháo binh, nhưng mà các quân binh chủng mà đánh vẫn không bật được, chỉ lên giáp mặt gọi là hai bên giao chiến, thì tôi nói không phải nói ngoa, nhưng mà chỉ cách mấy chục mét nhưng mà miền vẫn không chạy. Mình tổn thất cũng lớn đó chứ phải không. Nhưng mà sau đến 3 ngày đó thì là hôm đó tôi về đêm về hội, tối về hội báo thì anh Hoàng anh bảo là anh Trần Thanh Hoàng đại đội trưởng, lúc đó tôi mới trung đội trưởng, anh bảo là mai là trung đoàn 9 là nghỉ cho trung đoàn 10 thay. Đấy. Thì anh Hoàng anh bảo qua ngày mai mày xem lính trung đoàn 10 nó uốn đã lắm. Đó. Thì mình lại coi như bọn tôi là tôi nói thẳng là tôi chốt rồi đằng sau nên, nhưng mà trận đánh lên đằng trước như coi trực tiếp. Nói chung là cái cánh đồng trống là mình coi trực tiếp luôn. Như thì là anh Hoàng anh bảo là ở đây hỏa lực nó mạnh lắm, mày về mà cho anh em đào sự. Mà hỏa lực nó giả liên tục, pháo bắn liên tục nó giả vào cái khu vườn dừa này, chết mình, lính mình cũng bị pháo quán giả nhiều lắm đó, chứ không phải không, bị mảnh bị miếc hắn giả liên tục, mà pháo đồ hỏa lực của hắn rất mạnh. Tôi lại đi về tôi phổ biến anh em đào, thì đến sáng mai thì tôi nói buổi buổi rồi, khi đó là buổi buổi không, chứ trung đoàn 10 không ém quân ban đêm mà đánh trực diện ban ngày. Thì hôm đó pháo của trung đoàn 9, trung đoàn 10 bắt đầu giã một hồi, thì không biết là tiểu đoàn 7, tiểu đoàn 8 chứ của trung đoàn 10 hắn giàn trận, hắn hù xung phong luôn, nổ súng xung phong ngay. Thì tôi bảo lên đến giữa cánh đồng miên vẫn không nổ súng, hắn không phản lại. Tôi bảo cái trung đoàn 10 cái số này hên đúng không ạ, khả năng có khi hôm qua mình đánh có khi này rút mẹ này rồi. Tôi nghĩ trong bụng tôi mà lên đến giáp cái khu vườn dừa, nghĩa là tôi thấy mù mịt, trung đoàn 10 dính phải cái bãi mìn mà trong đó có cả mìn Cà Lò Mò. Nhưng một bãi mìn của hắn bắt đầu là DK rồi 12 ly 8 đại liên cối giã vùng cái đội hình, tôi nói không thấy người. Mà tôi chỉ nhìn thoáng thoáng là mấy thằng vận tải là khiêng thằng chạy, thằng đi trước, thằng đi sau bắn sập, mà thằng đi trước vẫn đang cụ kéo cả cái võng lệch thề rồi với nằm sập. Mà tôi lại sau khi đó bắt đầu hắn vừa với miên hắn giã một cái đội hình của trung đoàn 10 thì lại pháo câu cái trung đoàn 9, trung đoàn 9 của tôi làm đằng sau thì lại câu mẽ đúng đội hình. Thế thì tôi chạy toán loạn, câu đúng đội hình của bọn tôi thì tôi lại không cho lính rút, mà tôi lại bỏ vận động lên. Vận động lên ở trước mặt là có một cái hàng thốt nốt mà có mấy cái ruộng sâu, là tôi cho lính tôi chốt, tôi ngồi tôi coi trung đoàn 10 đánh. Đó, đánh thì đến đêm. Khi đó đến đêm, đến lúc đó là khoảng tầm 8-9 giờ vậy đó. Tôi nhớ không lầm thì khoảng 8-9 giờ tối. Thì liên lạc hắn bảo anh Quang ơi, anh lên gặp trực tiếp tiểu đoàn. Thì tôi mới lên. Tôi lên thì tôi thấy cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn vì lại ban tác chiến của trung đoàn đang ngồi đó. Thì mai là trung đoàn 9 đánh thay cho trung đoàn 10. Và cả và đơn vị là cử trung đội em đánh trực diện đó, đánh chủ công, đánh mũi chủ công, đánh trực diện luôn á. Còn bây giờ là trang bị cho em một cái máy thông tin, và cái máy thông tin này sẽ liên lạc trực tiếp với trung đoàn chứ lại không qua tiểu đoàn. Đấy.
Còn riêng hỏa lực thì em yêu cầu bao nhiêu? Hỏa lực là hỏa lực trang bị cho bộ binh chứ không phải hỏa lực của hỏa lực là pháo. Em yêu cầu những cái loại hỏa lực trang bị bộ binh thì em cứ lấy một đống súng to trung đoàn 10 mà tôi lên nó là không biết là trung đoàn 10 hắn chết hay là hắn bị thương, nhưng mà tôi nói là băng nằm một dãy dài. Nhưng mà tôi nhận lệnh xong bắt đầu là nói đúng là mình cũng không hy vọng. Nói đi chứ mình đánh bao nhiêu ngày rồi. Nói chung là mình nhận lệnh nhưng mà cái hy vọng mà chiếm được ngã tư là tôi nói thẳng là cũng khó, vì mình đã trung đội tôi với cả tiểu đoàn đã quần nhau mấy ngày trời mà. Cũng thiệt hại cũng tương đối. Thì tôi nói thẳng luôn là bắt đầu là tôi lấy 3 khẩu B1 với một khẩu RBD và một khẩu RBK. Còn toàn bộ tôi trang bị AK mà trung đội tôi lúc đó có, tôi không nhớ không lầm thì khoảng 17-18 người gì đó. Nhưng mà có khi đó là nói thế nhưng mà cái C10 là hầu như là còn có 6 người. Một trung đội của tôi như lúc đó 17-18 người là vô loại đông hơn cả một cái đại đội khác rồi chứ không phải là khi đó là đánh mấy trận đó là cái thương vong nó tương đối lớn. Đấy, nói riêng với trung đội tôi là đang còn như rất là quá đầy đủ đấy chứ không phải không. Thì khi bắt đầu đưa anh với đưa quân đó, bảo là cái trung đội em là từ từ với được xuất quân, còn không phải là mình trung đội tôi đánh, nhưng mà nói chung là phối hợp với tất cả tiểu đoàn và khi tôi nhận lệnh là 5 giờ sáng là pháo trận địa pháo của trung đoàn 10 và trung đoàn 9 kết hợp bắn 30 phút bắn dập vùng ngã tư là phải nổ súng xung phong ngay. Đấy, theo hợp đồng đấy. Đấy, theo hợp đồng. Để khi mà qua trung đoàn chỉ huy là để không may là bắn vô đầu bọn tôi. Là hắn chỉ huy cái trận địa pháo đó. Thì hôm đó thì tôi nói thẳng luôn là khi đó tôi nói là khi bắt đầu đưa quân mà tôi ngồi nóng ruột lắm. Anh em nói chung là cái đánh mấy trận là không bật được cái chỗ đó, là cũng nói chung là anh em hắn cũng có phần hơi nhụt chí. Không thấy nô nức, không thấy nói chuyện, không thấy gì cả. Đò lắng. Một số này bị thương, một số chết thì nó cũng buồn. Thế là xong bắt đầu là khi đó có vợ bộ là ông anh khi nó tiểu đoàn trưởng, tôi nhớ là hình như là đúng ông Tư An, bộ Quang ơi, em cho em quân đi. Nhưng mà khi bắt đầu tôi chuẩn bị tôi đứng lên tôi dẫn quân đi đầu thì anh ông Hoàng, anh Hoàng này rồi ông Tư An này, mấy ông chạy lại mà trời ơi đủ mẻ, mày phải đi giữa chứ mày đi trước mày mà vấp mình là hỏng hết việc, mày không được đi đầu, mày chỉ cho mà đi cho cách nhau 5 mét. Thì nói đúng là đầu tiên là lính hắn bảo hắn đi đầu thì hắn đi trong mấy cái khoảng đầu thì hắn vẫn đi sau giúp con già đi hắn kinh vậy. Thì tôi bảo bay mà đi, mà đi rón ra rén bước một. Tôi bảo là thôi, bay mà dẫn gì thì đến sáng không đến nơi, đi ra sau. Nhưng mà tôi lại liều đến mức độ này. Nhưng mà mình đang mà nghĩ cái lúc là mình lại thông minh đến mức độ này. Mà mình nghĩ ngay là tôi nhìn thấy con đường mòn, phát tôi bảo tránh xa đường mòn. Thấy đường mòn tránh xa, bởi vì miên nó ngay gài, tôi cứ đi vô các cái bờ bụi này. Đấy. Nhưng mà cái số mình nó cũng may là miên nó gài mình, nhưng mà mình không dính quả mìn đâu. Thì sau khi triển khai đến gần cái vườn dừa thì là có một cái bờ, tôi cái bờ nó cũng hơi cao cao nhưng mà hắn mỏng. Cái bờ đó thì khẳng định là nếu mà là giao chiến với hắn thì hỏa lực cân bắn là mình không thể nấp. Cái bờ nó hơi mỏng, bắt đầu tôi triển khai quân hàng ngang. Thì tôi là cái thằng thông tin mà hắn điều cho tôi, là tôi đang nhớ hiện bây giờ tôi nhớ tên nó là Ngải, người thì Uyên này, hắn đi lính cùng đợt với tôi. Thì tôi lại bảo đây này, bây giờ hắn sát miền nó sát quá thì mới ra cái bụi đằng sau có một cái cồn mà cái bụi cây rậm mình ngồi ở đó, thì có chi là tao quay lại. Thì vừa với nó đang nằm mà tôi nói triển khoai coi quân ở đó nằm tìm anh bịch mình hồi hộp lắm. Nhưng sau tôi nhìn thấy hắn cái mặt trời hắn kiểu hơi rạng rạng đông, tôi mới nghĩ bảo mẹ chết chứ bây giờ mà mình mà đêm nay mà tối mình không đánh mà không lên được ban ngày thì không thể rút được, nghĩa là xóa sổ trung đội tôi luôn.
Nếu mà không bật được chốt là xóa sổ luôn. Bởi vì mình nằm trần ngoài ruộng mà hỏa lực quấn nó đông kinh khủng. Giá thì còn không còn mảnh một mảnh thịt chứ đừng có nói là ấy nữa, mà nó giáp mặt với nhau rồi. Thì tôi với đang nằm ở đó thì tự nhiên là tôi thấy một đống lửa dậy đốt lửa. Miến dậy đốt lửa nó cực. Ngay ở cách tôi có cái ruộng. Tôi giật mình chứ không phải không. Giật mình á. Mà không ngờ mình lại vô sát thế chứ. Nấu cơm lát này thỉnh thoảng cứ đi qua cái đống lửa này. Tôi mới chạy lại, tôi bảo cái thằng Hải nó bảo mi điện về trung đoàn là xin cho tao nổ súng. Thế là bắt đầu điện về thì tôi vẫn ngồi trực tiếp ở đó. Ở nơi cái bụi nó nhỏ nhỏ là cứ nhấn mê ra đấy chứ không phải không. Thế là bảo nó nhỏ nhỏ đó. Thế bắt đầu là hắn mới bảo là trung đoàn bảo là chưa không được nổ súng. Không được nổ súng, không cho tôi nổ súng. Mà tôi bỏ lên tôi chỉ xì kinh lính là hắn loạn toạng. Hắn hoa là làm ra cái lộ mục tiêu cái chết dở. Tôi nằm một lúc tôi mẹ chân tay run. Nói thẳng luôn là chân tay là lập bập khi nó hồi hộp quá. Mà căn bản là hắn yên yến không yên, hắn cứ đi lại qua cái bếp lửa mình là nóng ruột. Mà thỉnh thoảng lại cứ nhìn nó nước lại mình như này. Thì tôi ném quả lựu đạn đến nơi thì chắc là tôi ném chỉ được khoảng 35-40 mét thôi cùng. Quả lựu đạn nó quét tầm đó thì không có hơn. Thế là xong tôi đi quay lại. Chạy quay lại. Tôi bỏ mi điện về trung đoàn. Không cho tao nổ súng, tao còn nổ súng. Đó là tao quyết định là nổ súng. Chứ không có thì dứt điểm là sáng ở nơi rồi mà không cho nổ súng là chết. Thế là hắn mới điện về, hắn mới bảo thôi anh yên đi em điện về. Thì trung đoàn mới bảo này trường hợp lỗ mục tiêu mới được nổ súng. Mà hắn sẽ nói này, trung đoàn dặn là để điện cho, bởi vì khả năng tôi đoán lúc đó là gần 5 giờ rồi. Khả năng là như thế. Cho nên là phải ông mới bảo là để tao điện về trận địa pháo cho hắn không bắn vào đó nữa. Rồi lúc mà tao điện quay lại với thằng nổ súng. Thế là tôi chạy lên thì tôi đúng là không phải nói YouTube đến từng thằng một. Tôi dặn này, tao ném quả lựu đạn vô hắn cái chỗ bếp lửa đó. B40 là may đây là các cái bụi nữa. Tôi là nghi những cái bụi mô đó là tôi chỉ mi bắn vào đó. Còn tất cả AK cái thứ là nổ súng nhưng phải hô xung phong, hô thật mạnh. Thì tôi đi dặn từng thằng một đó để cho xung phong, lỡ không xung phong mình chết. Nhiều khi lính hắn nản nó không lên vì hắn cũng trùn rồi nghe chưa. Nhưng may hôm đó là đúng đồng loạt cả ông. Tôi rút cổ OS ra, tôi sợ ném lên đó là hắn chưa nổ nhưng mà cổ OS ra đúng là tôi mới lấy mới tinh luôn, hai cổ OS, tôi đeo hai cổ OS. Thì tôi rút chốt ra, tôi cho bộ mỏ vịt bật trên bàn tay này. Tôi đếm 21, 22, tôi đếm đúng 3 lần này đó. Vì 7 giây mới nổ mà. Tôi ném huyết nát mà ra năng mà. Tôi ném cũng chủ ném một cái bếp lửa thật. Nhưng mà ném cũng ném trời, mà đêm mà ném đúng rơi xuống một phát nổ. Mà khi đó là mấy thằng Miên nó đang ngồi đó. Nó chết luôn đó. Nó mở lên rầm một phát là bắt đầu. May là nổ súng toàn bộ. Nổ dồn dập bắt đầu là. Tất cả anh em là ban đêm là hô xung phong luôn. Hồ Thùng Hồng đánh hầu như là may là hắn chưa triển khai được súng công sự. Chứ triển khai súng công sự mình khoan nó. Hắn bất ngờ quá hắn bỏ chạy. Hắn bắn chạy là bắt đầu bọn tôi đánh nhau trong cái vườn dừa. Đánh suốt một phát. Mà cái hôm đó tôi cứ tưởng là lính mình khả năng có khi nó cũng phải tiêu hao nó một số chứ không phải là không được. Bởi vì hắn vừa chạy vừa bắn trả quyết liệt lắm. Hắn vứt cả một khẩu 12-8 với một khẩu 105 ly, còn tất cả súng bắn chết vứt ra rồi sau vận tải cái gì hắn lấy với bọn tôi nó thùng là nặng. Mà khi đó mình tấn công bắt đầu hắn đi chạy ra cái khu ngoài đồng trống. Tôi đuổi qua vườn dừa mà trong cái vườn dừa rửa liều rừng dừa chứ ngoài đấy. Bắt đầu hắn chạy ra thì hình như là hắn bị hắn cái đêm tiểu nó 5 tiểu nó 4 hắn đón lỏng bên ngoài. Hắn đánh bật quay lại. Đánh bật quay lại bắt đầu phản kích lại. Đấy, nhưng mà may là bọn tôi đã chiếm được trong cái khu vườn dừa rồi. Nhưng mà sau nó tạt, nó chạy xéo sang bên T bên đường. Vì cái ngã tư nó chạy xa xéo bên T. Vì cái lực lượng của bọn tôi lúc đó là lên có mười mấy người không thể triển khai thấp được. Anh ta xong nó tầm khoảng 8-9 giờ thì là bắt đầu là chiếm hết toàn bộ cái khu vực vườn dừa đó. Đấy, chiếm được hết khu vườn dừa. Thì sau cái trận đó thì cái trung đội tôi là trung đoàn kêu về thân phát cho mỗi anh một bộ quần áo mới.
Hàn Mạt và Hàn Phong của tôi lên đại đội phó. Sau cái trận đó, hắn bảo là thì anh Hoàng, anh bảo Quang ơi, mày có quyết định phong đại phó rồi, nhưng mà mày không có ba lô thì để đâu giữ, cho không mày giữ mày nhét vào đâu. Đó là anh Hoàng, anh bảo là như thế. Thì Hoàng, tôi biết như Hoàng sư trưởng, Trần Thanh Hoàng đại đội trưởng. Đấy, thì cái trận đó có thì... nghĩa là theo như em hiểu cái câu chuyện của anh kể là nó là như thế này đúng không? Là các anh là có hiệp đồng với nhau là khi pháo bắn rồi bọn anh mới được xung phong. Đúng rồi. Nhưng mà khi bọn anh tiếp cận lại gần tới nơi rồi là nó trời nó gần sáng rồi. Gần sáng rồi. Mà nếu như mà bọn anh mà không giải quyết được trận đánh thì bọn anh cũng không có cửa rút. Không có cửa rút. Thì ban đêm thì còn che được. Đúng rồi. Được mình mới rút về. Chính xác. Chứ còn ban ngày thì gần như là đồng trống. Nếu mà mình mà lên không được là tôi phải cho quân rút. Đúng không? Ừ. Chính vì thế là nhưng mà lúc đó lại không biết là hiệp đồng giữa đơn vị bộ binh và pháo binh như thế nào, là không thấy pháo bắn đúng không? Nên là chưa đến giờ. Chưa đến giờ. À. Chưa đến giờ. Bởi vì 5 giờ sáng bắt đầu mới cho dập mà, cho hai trận địa pháo dập vô. Thì anh là người chỉ huy trực tiếp ở đó thì anh nắm rõ cái tình hình lúc đó là tốt nhất. Đúng rồi. Là anh quyết định là gần như cái kiểu là không nghe lệnh. Không nghe lệnh, coi như mình chống lệnh nhá. Vâng, không nghe lệnh chỉ huy nữa mà anh quyết định là cho bộ đội là nổ súng luôn. Đúng rồi. Cái trận đó là bọn anh cũng toàn thắng, là chiếm được cái khu vườn dừa đó. Nhưng mà may không ai việc gì. Vâng, đấy. Theo em hiểu nó là như vậy. Không ai việc gì mà cuối cùng là hôm đó là xong cái trận đó là bảo cho trung đội tôi bảo vệ trung đoàn. Nhưng mà tôi xác định này, cái bởi vì cái trung đội tôi là thành tích cũng lớn, cho nên là có khi trung đoàn giữ lại là xong cái chiến dịch đó khả năng là đưa trung đội tôi về nước phong anh hùng. Đó là cái thông tin là gọi là tương đối chuẩn đó. Chứ không phải không đâu. Nhưng mà sau cái trận đi phá vây cho tiểu đoàn 5 mà phối hợp với một đại đội trinh sát, mà sau cái ngày hôm đó là bị bọn tôi bị vây ngay giữa cánh đồng, là hầu như là cái trung đội tôi không biết có ra được ai không. Bởi vì trong chiến đấu nói chung là mình cũng không kiểm soát cả được. Nhưng khi tôi bị thương là hầu như còn có mình rồi, ra được cái vòng vây. Tôi trung đội trưởng thì tôi phong lên là A trưởng. Nó cho làm từ đội trưởng chứ không phải là ấy đâu. Nhưng mà hắn quý mình lắm, mà hắn còn nói là đấy, tôi trong kênh tôi đang nói đấy, cái thằng đó nó bảo là tao mà còn sống nhá, tao về bên cạnh nhà mày, tao bảo tao chả ở đâu. Thì hắn nó còn bảo mày mà là con gái tao bắt mày lấy tao. Hắn yêu ở đấy. Không phải tôi làm cán bộ trung đội, nhưng mà lúc đó tôi đang trẻ lắm, thậm chí người đi sau người ta có khi người ta đang nhiều tuổi hơn mình cơ. Nhưng mà hắn tôn trọng mình là cán bộ trung đội kiểu anh thôi. Chứ còn nếu mà đúng cái năm đi này, năm mà tôi tả mặt cho, thằng đó tôi không bao giờ tôi quên cái nét mặt của nó. Bởi vì tôi rất nhớ, mà hắn như hề, thằng đó giống như là một thằng hề, hắn pha trọc cười rất hay. Tôi nói như người da trắng, mặt rất nhiều tàn hương, có cái răng cửa này bị hơi sứt, mồm hơi xinh xinh, khi hắn cười là hơi xinh xách đi này. Cái mắt là một mí, cái mắt lươn đó, cũng hơi xinh xách. Đấy, mặt dài, có cái da trắng. Nhưng cái trận đánh đó thì tôi kể thì hơi dài, nhưng mà nói cái kết cục mà để cho thằng Nam hy sinh là như thế này. Khi bắt đầu trung đội tôi bị vây toàn bộ ở giữa cánh đồng, tấn công lên, như đó là cái mục tiêu 53, bây giờ tôi nói rõ là cái mục tiêu 53. Mà hôm đó bọn tôi đã đánh sát lên đến cái bờ đê, đánh tấn công lên sát bờ đê rồi nhá. Nhưng mà hỏa lực nó quá mạnh. Ở đấy là toàn khu đồng trống, mà đại liên 128 trong một dự án bắn. Khi tấn công là đã chết mất mấy người rồi, còn một số mới lên được. Thì tôi mới nói, tôi thấy mà nằm rạp xuống các cái đụng đạ, mà đại liên quét đúng sát mặt. Kinh như đó. Xong bắt đầu là bọn tôi phải bò lừa lừa cho con, may có cái mương. Một số có mương, với một số là hắn có cái khu dừa vườn dừa với lại là nhà để mình nép, mình rút, mình chạy. Thì tôi chạy về một cái mương. Cái mương đó là hắn dọc con này, một cái mương dọc, một cái mương ngang, tôi bố trí ở đó. Đấy. Nếu mà cái lúc đó mà tôi cho hắn rút vô trong rừng, hắn rút hẳn thì lại khả năng trung đội không phải gì. Nhưng mà khi đó là mình lại cố thủ ở cái hai cái mương đó. Thì đến gần chiều, tôi nói lên lúc gần chiều, nó kể cho tóm tắt ngắn ngắn đó thôi. Gần chiều thì tôi thấy cái mạn tôi với thằng Năm là một, tôi với thằng Năm với lại một cái thằng Ái, người ở Huế. Thằng Ái thì bị thương vô đây này,
nó bị thương một phát như phần mềm thôi, không phải xương. Thế tôi mới bảo là thôi mình ngồi, anh có một cái hốc chả biết nó đào làm chi nhưng mà anh cạn nước, hốc như hốc đầu đẫm. Tôi bảo mình ngồi rồi mình lắp đạn ra. Còn tôi với thằng Năm thì lại hai thằng nằm ở nơi cái bụi, cái bờ. Trong khi đó thì đến gần chiều thì tôi không thấy ở bên cái mạn mương bên đây, không thấy nổ súng ở miên. Lúc đó là bắt đầu hân chuẩn bị tấn công, hân trôi trôi lên mà không thấy bắn, chỉ thấy miên bắn. Thì tôi lại mới bảo thằng Năm bảo mi chốt chặt ra chỗ đây đã. Tao sang mương, tao sang bờ mương bên đây hình như lính mình chết hết rồi đang ạ. Thì tôi cũng chưa kịp sang, tôi mới nhảy xuống cái mương dọc này, cái mương dọc thì sâu hơn. Mương dọc là cái mương chính, còn cái mương trên tê thì là mương cằn cạn. Bờ nó chỉ có cao tầm khoảng 3-40 phân thôi, chứ không như cái mương này. Mương đây thì mình ngồi lút đầu được. Tôi thấy nằm ra thì... Lính mình nằm bị thương hết, tôi không biết bao nhiêu người, anh thấy tôi khóc ẩn. Anh bảo anh Quang ơi, anh kêu vận tải là khiêng bọn em ra cái mà em không đi được. Thì tôi bảo thế này, thôi bây giờ đi này. Bây giờ chỉ còn thằng Ái bị thương rồi, còn tao với thằng Nam nữa thôi. Không chắc có giữ được chốt đâu. Còn tao xin hứa với mày là nếu còn mình tao vẫn giữ. Mày phải tin tưởng đó. Mà rất tin tôi, tin tuyệt đối. Lính mà tôi vẫn tin tôi lắm. Mà anh cũng kính trọng mình, anh không phải đó. Thế là bắt đầu tôi mới bảo là nếu đứa mô mà đi được, cố gắng mới đi ra này. Đi ra khỏi vòng vây. Bây giờ khi bây giờ anh chưa khép vòng vây. Bởi vì tôi nói này nè, anh có một cái mũi ở bên, anh chỉ có cách khoảng 4-5 2-3 cái ruộng. Thì anh vận động qua ruộng là cái chỗ ruộng trống là tôi bắn chết. Bắn chết hoặc là anh bị thương hoặc là anh chạy qua lại. Anh không dám khép vây sát cái mương. Nếu khép vây sát mương là hôm đó là coi như làm gọn luôn. Ở trong rừng nó ra. Mà cái mũi đó là cái mũi của B2 chốt để giữ sườn cho bọn tôi, nhưng mà không biết nó đi màu bật. Còn cái trung đội, cái đại đội trinh sát của trung đoàn đánh kết hợp với tôi thì cha thầy không biết hắn đánh ở mô thì mình cha thầy nổ súng. Cho nên bọn tôi mới chết chẹt. Chứ nếu hai cái mũi đó mà hắn kết hợp với mình, hắn cùng tấn công lên, hắn giữ sườn cho mình thì khả năng là bọn tôi không đến mức độ đó. Không đến mức độ thương vong lớn như đó. Ôi em, bọn em đau lắm không đi được. Anh phải gọi vận tải cho em cái thì bây giờ tao mà rút là chết. Tao mà rút là coi cho bay miên nó trả lên chặt đầu bay ngay đây này chứ không phải không. Anh khóc. Rồi tôi bảo thôi bây giờ bay cố gắng bay nằm ở đó. Không còn cách gì. Mà bắt đầu khi đó miên nó trù trù tấn công lên mình sợ. Trù 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 lên thì tôi với Tăng bắt đầu hắn tấn công luôn. Đấy. Cái thằng mà hắn kéo pháo đó, hắn để khẩu pháo thì nó bắt đầu nhào xuống bờ đi, bắt đầu là chuẩn bị tấn công. Là tôi chạy lại thì nói đúng là thì tôi mà nằm yên thì khả năng hôm đó tôi chưa chắc đã bị thương lúc đó. Mà nói chung là nếu không bị thương thì hôm đó cũng chưa chắc đã ra được. Thì thằng Ái thì hắn vẫn ngồi dưới lắp đạn, lắp AK, mà lúc đó là tôi xách thêm một khẩu B-41 nữa và một khẩu RBD nữa. Đạn thì làm miên man rồi, đạn không có thì có đánh đến đêm cũng hết rồi. Còn AK thì đến ghế tôi cứ xe để đó là mình tôi cứ chơi ba khẩu, một khẩu RBD, một khẩu B-41 và một khẩu AK của tôi. Thì hai thằng nằm ở nơi cái bờ đó thì ở trước mặt tôi là có một cái bụi rậm mà miên nghe la ngay gần đó. Thì tôi bảo thằng Năm bảo mi giữ sườn cho tao, tao truyền qua cái bụi đi. Thứ nhất là miên nó có vận động tấn công lên đây này thì là hắn mắc cái bụi, là hắn mình nằm bên ngoài là hắn ở trong cái bụi ra hắn bắn mình chết, là cho đỡ cái vật cản. Thì tôi lại bắn cái tăng. Đấy, ý tôi là lên nó bắn cái tăng thì đang ì chứ chưa tấn công nhanh, nhưng mà đi môn nhà đạn thì tôi vi mà hắn lại vướng cái vườn thốt nốt là thì thưa với dừa chứ không phải là hắn dày. Thì tôi lừa tôi bắn cái xe nó một phát thì hắn dừng lại ngay luôn, không trúng xe. Bắn quả nó không trúng xe, hắn chỉ sát xe thì hắn lại vọt sang bên tê xe nổ chứ không nổ bên đây. Bù đi ra bên tê xe này, bắn qua vọt qua đó, bắn cao quá. Thì là cái xe hắn dừng ở đó là bắt đầu hắn nhả đạn liên tục, hắn không tiến không lùi. Thì tôi vừa với sách cái một khẩu RBD, một khẩu AK. AK tôi sách tay bên này với một khẩu B-41. Trong đó cái giá đạn là còn mua 3-4 quả bên mốt thì tôi là kéo lì thật đằng sau. Tôi lên đến cái bờ ruộng.
mà cái rạ cho nó là không hắn mới cắt lúa hay sao ấy. Cái ruộng đó rằng mà rạ lại tốt, chứ còn rạ không tốt thì không có khả năng là mình đã phát hiện hắn trước thì có khi không bị chi. Mình nấp vào đây cái bụi là mình đấy, đây là tôi vừa mới thấy nằm xuống đấy thì tôi thấy là miên nó tù tù ngay trước mặt, tôi tưởng muốn trẹo đầu tôi, nghe ăn gần đó. Thì tôi mới nhổm lên từ ngóng, hắn bắn, hắn phát hiện hắn bắn tôi luôn thì tôi dính hai viên đạn luôn. Rồi cái chỗ viên đạn là anh kể rồi, nói tiếp tục. Thì là tôi nói như thế, khi tôi bắt đầu là tôi dính đạn xong cái là tôi lại học mồm thì cái thằng Năm thì lại không biết. Thằng Ái mới lắp xong viên đạn, nó bỏ anh Quang cái đạn ném lên thì hô là anh Năm ơi, anh Quang bị thương rồi. Thì là hai đứa lên thì tôi bảo thằng Năm là mới bắn mạnh, không có trả đến đây ngay bây giờ. Nó là bắt đầu hắn lấy khẩu RPG là cứ luôn quét hết đạn, hết cái băng đạn, nó lại giật lấy khẩu AK dưới bến. Thì là cái thằng Ái ấy, thì tôi lại ví đứt động mạch đây này, không còn cuộn băng nó hết, băng hết rồi. Thì tôi vi bảo là mà răng cái khăn tay bông của tôi giờ tôi nghĩ tôi không biết năng mà tôi xé được lúc. Mà cái thằng đó không cũng xé được. Khăn tay nó rất bền lắm hả? Không xé được, chứ đưa tôi về tôi thử khăn tay bông là không thể xé được, mà không lấy mổ mà cắn nó mà xé nào mà xé được. Thì nhìn này cái bảo, tôi bảo mình xoáy chặt lại ra. Xoáy lại, xong con xé một đoạn nữa, nó buộc chắc cái chỗ này cho tôi. Rồi cái cây đừng xoay ra, mà máu không ra, chứ không đó mà tôi không tính là tôi chết luôn đó. Chứ không thể về được. Khi tôi bị phát là cái mồm đi học máu mồm mà tôi không biết bị thương rồi nên. Sau đó là bắt đầu hắn bị lột cái áo của tôi ra, hắn bảo thằng Năm, hắn bảo Quang ơi mày bị thương nặng lắm. Mày bị cá vào phổi này. Thì tôi lại là kể đến cái chỗ cái thằng Ái chết trên đùi tôi đây này. Thì vì còn đó hôm trước tôi nói rồi thì chẳng muốn nói lại. Thì thằng Năm hắn bảo mà Quang ơi mày để yên tao, mày bị thương nặng lắm, mày để tao đưa mày ra. Chứ mày không ra được đâu. Thế theo tôi mới thấy thương binh nhiều quá thì bữa Năm ơi, tôi mới cố gắng mới chốt lại cho tao cái. Còn có mình hắn rồi đã. Lúc đó bị thương hết. Bị thương sạch. Lúc đó là còn mình thằng Năm, tôi bảo mình cố gắng mở lại. Cả cái trung đội của anh là còn lúc đó còn mỗi anh Năm rồi. Còn không biết là cái cánh bên tê hắn rút hay là hắn bị hắn kiểu gì thì là mình cũng không hiểu là hắn có rút được thằng Mô ra không. Mình chỉ nói mình cái câu chuyện trung đội. Thì mình là tôi đánh cánh bên đây, mà đánh cánh bên đây là cái thằng đầu tiên là thằng Mạnh, người Thái Bình. Và cái thằng Liêm nhất. À thằng Hiền nhé, tên là thằng Hiền. Hiền hay Hiền nhất. Là hai thằng chết ở nơi cái bờ đó. Đầu tiên mở màn tấn công một phát là bị bắn. Mà hôm đó là tiếng bắn tôi chết là tôi vừa ác khẩu bên muốn bắn rách ra vỏ bên muốn. Đấy thì thằng Năm mới bảo là hắn định đưa tôi ra. Thì tôi bảo mày cố gắng mày chốt tao bằng mấy thằng ra. Thì tôi lại dắt quả lựu đạn vô trong cái quần jean. Máu mày bê bết. Trời ơi, bây giờ tao có súng. Mà tao xin nói là cái hôm này khẩu súng tôi là gì nè. Tôi đang xung phong. Thì một viên đạn bắn đúng thôi đẩy về. Hắn đập một phát tôi cái bông ngực. Mình đang xung phong lên đây này. Hắn đập một phát thôi. Mình bảo lạ cái súng răng bắn va ra ngụt cái bông ngực mình cũng. Thì tôi lại nằm luôn xuống. Tôi nằm xuống thì bắn một phát. Tôi nói hắn bị cong cái thôi đẩy về. Bắn đúng thôi đẩy về. Công cái thôi để về tôi bắn một phát giật ngửa cái khẩu súng này. Hắn không về được. Nó bắt đầu là tôi bốc quản tịch. Coi như là khẩu súng nó bị hỏng. Vứt. Là tôi sắc xê không được. Rồi sau tôi cứ giật mãi không lên thì tôi thấy bắn mẹ cái thôi để về. Đúng khẩu súng tôi lấy của Miên. Nhưng mà khẩu súng bắn chuẩn lắm. Tôi không đổi mà. Đấy, cho nên là tôi cứ giữ khẩu súng đó, tôi cái khẩu súng đó tôi lấy cái thu của Miên tôi bắn. Chứ là thằng Năm với bộ... Thôi mày để tao đưa mày ra chứ không mày không ra được đâu. Trong khi đó là tao nói là còn có cái mương đó là Miên hắn đã khép vây gần đến cái mương. Nhưng mà hắn ở đó có mấy cái ruộng ở trong mấy cái lùm tre hắn không có ra. Mà tôi hạ phải dăm thẳng ở đó đâu. Nó không có ra. Tôi có để cho nó lao ra đến nhảy cái mương thì mình xịt luôn. Hắn cũng không chạy kịp. Đấy cho nên là cái đoạn đó là hắn cũng chết mất dăm bảy thằng kia đó rồi. Cho nên là hắn không dám ra, hắn không dám khép vòng quay nữa. Mà hắn chỉ trong cái lùm tre nó bắn ra thôi. Mà tôi nói đúng là tôi không biết Miên cũng ngắm hắn bắn tôi không. Nhưng mà khi mà tôi lôm khom tôi không bò được. Mà cái bờ mương là tôi nói thẳng là tôi lôm khom nên là nửa người nên vẫn lên bờ. Hắn vẫn lò lên bờ chứ không lút. Mà tôi cứ ra tôi nhắm mắt nhắm mũi tôi chạy, nói thẳng là tôi chạy để cho hắn bắn chết không tôi kinh hắn bắn sống. Bởi vì quân mình có còn không.
Thì tôi nói thẳng là tôi ra cái bờ đó tôi nằm. Lúc nhưng mà thằng Năm phải trung đội của anh là còn mỗi anh Năm. Còn mỗi thằng Năm nằm lại chốt. Tôi nói cái thằng đó mà nếu mà nó còn sống thì phải phong anh hùng cho anh. Phải phong anh hùng. Tôi nói thẳng là cái của thành tích của tôi thì lớn thì tôi không nói đâu. Nhưng mà như anh lính trong cái trung đội hắn vẫn giữ chốt. Mà tôi mình nói vẫn giữ chốt. Hắn vẫn giữ mà Miên vẫn không tấn công lên được. Đó tôi nói thẳng. Nếu tấn công thì hắn đã tràn lên chỗ tôi lâu rồi. Tràn bắt sống anh luôn rồi, đúng không? Thì tôi lại giữ, tôi lại không tôi rút ngay thì hôm đó là tôi không bị chi. Sự là mở chiến dịch phát tôi bắn hai thằng Miên nó nằm ngay, nó lại không ngồi dưới sự mà ngồi dưới góc cái nốt. Tôi xả một quả bên mốt của nó chết cả hai thằng luôn. Thế là 10 phút rồi, tôi nghe Miên hắn bắn không biết bắn quả đi ca cái gì nhưng mà cái cồn đất rất là rất cao. Hắn bắn một phát vào cồn đất thì hắn nổ rầm một phát thì hắn hất cái đất sang bên đây. Tôi cứ nghe nghiêng người đi là Miên nó tôi không nói sai mà Miên nó cách tôi khoảng 15 mét. Nó trù trù lên nó rồi. Thì bắt đầu tôi đứng lên một phát thì hắn ra nhiều máu quá mình say mình bổ lan cành. Nhưng mà lúc tôi nói dùng là mình hoảng mẹ. Sờ quả lựu đạn rồi mẹ thì lúc một. Mình là mình hoảng quá rồi thấy Miên lên gần quá bắt đầu là tôi chạy. Tôi còn không chạy được cái chứ. Mà hôm thằng Miên là hắn chủ con bắt sống. Thì hắn bắn chết thì tôi nói hắn khử hắn cho một loạt là cà thì chết luôn. Mắt mà tôi chui vào trong cái lùm tre. Ở đó có một cái rừng tre mà trâu bò hắn cứ đi vào trong đó. Cái tre ở trên đến phủ kín. Mà tôi cứ nghe hắn lô ha la đằng sau mà tôi tưởng tượng là hắn vơ được người mình. Bắt sống. Nhưng mà cũng rất may là khi bật chốt là bắt đầu Miên hắn tấn công mạnh phát là cái pháo 37 ly hắn hạ nòng bắn đón đầu. À. Hắn bắn đón. Hắn bắn đón đường rút của bọn anh. Ờ, đánh bắn đón đường rút thì lại có một cái vườn mía. Nhưng mía của cái bên đó này trồng theo luống như cái mía đường ra thì chạy vô mắt. Vướng cây chạy năng lực. Hắn lại có luống dọc đi. Thì cái vườn mía lại cháy to. Cháy to thì tôi tuông hẳn vào vườn mía luôn. Đúng cháy cả tóc mà không hề nóng, tôi nói sai, tôi không làm người luôn, tôi không thấy nóng cái gì. Mà lửa cháy mầm là tôi phải thoát. Tôi thoát tôi về được, còn để tôi nói thằng Năm này. Thằng Năm thì cái hắn chết thì tôi không biết. Không thấy. Không thấy hắn chết. Nhưng mà sau tôi về tôi hỏi. Tôi về tôi hỏi, thực tế tôi hỏi là sau mày có lấy xác của bọn không? Thì hắn bảo là 3 ngày sau mới lấy được xác. 3 ngày sau mới lấy được xác. Cái số đó là lên chặt đầu. Thì hắn nói này, hắn kể lại thôi nha, cái này thì hắn kể lại. Đứa nó thì hắn chặt đầu hắn vứt đi mồ. Còn đứa thì hắn đóng cọc vào mồm, hắn nhét que. Que hắn nhét vào mồm. Còn đứa thì hắn xẻo giá nhét vào mồm. Đó là hắn kể lại nha nè. Thì tôi cũng không biết là hắn xẻo giá ai rồi. Tôi không, vì hắn khi hắn lấy thì hắn chả biết rồi. Hắn xẻo cả giá nhét vào mồm. Vì là nhét cây đầy mồm. Còn đứa thì hắn chặt đầu, không biết đầu đi mô, thì thân còn đó, còn đầu không biết vứt đi mô. Thì cái số anh em bị thương đó là tôi nói đúng là cũng tội hắn, nhưng mà mình cũng phải chấp nhận, mình cũng không. Vì cái số thương binh, nếu mình tôi với hắn lại chạy lại thoát, là tôi sống cả hai thằng. Tôi vướng là vướng một số anh em thương binh nằm ở đó. Chứ mình không thể bỏ người ta, không thể bỏ người ta được, bây giờ mà tao mà bỏ. Tao mình mà bỏ ở đây thì chết. Thì Miên nó đập lên ngay là một, với thứ hai nữa là mình rất thương đồng đội, cho dù mình có chết đi chăng nữa chứ mình tôi kể mà tôi nói tôi không bị tôi ghét mà hai thằng hôm đó mà không dính đạn thì chưa chắc Miên đã lên được với bọn tôi. Nói thẳng là không lên được, khó lên, nó có lên cũng khó. Mình bỏ anh em thương binh tử sĩ là mình chạy là không được. Mà lúc đó là hắn chiều rồi, mà Miên là cứ chiều là hắn sẽ phản công một đợt kích liệt. Nếu mình mà chốt chặt được là hắn tự hắn sẽ rút. Tôi nói thật với khán giả này, cái lúc mà tôi rất liều, tôi lì nhất chứ đừng có nói ai lì. Thậm chí là lắm thằng ăn kêu của tôi là thằng Quang Ngây này, Quang Lì này. Hỏi một chiếc răng bay là đạt đâu là Quang Ngây, mà chỉ cũng ngây anh biết đứa chứ còn. Tôi chứ không phải không, anh chỉ cũng ngây anh biết đứa, mà cái số anh không chết. Thì thằng Năm tôi đang còn nhớ mà sau khi mà tôi đánh cái trận ở ngã tư Tà Keo, mà tôi đánh cái trận đó mà trung đoàn 10, trung đoàn 9 đánh mấy ngày không lên. Chính cái mũi đó bọn tôi đã đánh rồi mà đánh ban ngày không lên. Mà trung đoàn 10 đánh một ngày hầu như là tôi nói không biết cái tiểu đoàn 7 hay tiểu đoàn 8 của trung đoàn 10. Hắn đánh cái mũi đó mà tôi nói thẳng luôn là tôi về. Khi tôi nhận lệnh tôi đánh mũi chủ công ở ban đêm hôm đó là cái trung đoàn 10 nằm như kiểu chuối. Mà được cây là tôi thấy băng tăng hết người mà chả biết chết, hắn bị thương mà không thích thằng mô rên rỉ gì. Ở trung đoàn 10 cái trận đó không biết từ năm 7 từ năm 8 thiệt hại tương đối nặng. Vì như này hắn vấp phải em vì. Tà Keo anh.
Tà Keo, nó vấp với bãi mìn là một. Với thứ hai nữa là khi đó là mìn ở khu đó là dùng cả mìn Cà Lơ Mò này, hắn bấm. Cho nên cái trung đoàn 10 không biết cái tiểu đoàn mấy thì tôi không rõ lắm. Dưới hồi năm sau tôi coi đánh đúng một ngày trời đó, mà lên là đầu tiên là thấy xung phong lên là không vấn đề gì, mà sau bụi mù mịt chả nhìn thấy người, nhìn thấy kiểu như kiểu lúng đúng đúng như kiểu trong phim đó, tôi không nói gì. Ừ. Nhưng mà sau đến hôm sau mà hắn giao trung đội đánh cho tôi kể trên kênh rồi đó, giao mình cho trung đội tôi đánh mũi chủ công ấy. Mà có mình trung đội thôi mà gần sáng mà bọn tôi nổ súng xung phong lên mà chiếm được cái ngã tư đó. Về hắn với phong tôi lên đại đội phó luôn đó chứ. À lúc đó anh lên đại đội phó luôn hả? Đánh xong cái trận đó là hắn phong tôi lên đại đội phó. Và hắn, riêng cái trung đội tôi là hắn phát cho một người một bộ quần áo mới, khăn tay đó, cái khăn tay bông vì như thế bọn tôi với khen là hắn xé, răng hắn xé giỏi rất. Chứ còn bên nó có khăn tay bông mô, lúc đó là hắn phát đấy. Thì hắn phong lên đại đội phó thì ông Hoàng này, chính ông Hoàng ông bộ Quang ơi, mày có quyết định phong lên đại đội phó rồi, nhưng mà mày không có ba lô mày để đâu, để tao cất cho à.